bàn mừng tay mưa ni chẳng hề muộn lại bò mẹ tưng tè cho bóng phay nâng khâu phù dệt phát dệt nó phù bình bà bình như dệt ban khẩu lại trường chung toàn bờ mơ ai em muốn mi bao chàng kinh chàng rô bò mẹ trông măng bàn tay mi bờ mơ khan khót cầu tạm trông khai lu bên lu bờ em coi hát coi bốt ô lu em nó bên mi ai hâu coi hát coi bánh nhau cần cất cung thử môi sẽ thay dệt na liền cần ai tìm bóng bà nông dê xuống phát xuống bó khắp mùi khắp bố hát cần tao thầu đông đông con ba má chóc lầu trong muôn tan trăng trong phùa mía mơ mi lù mi tàu to cạn con nà bóng mẹ mưa ni bên phùa bên mía bay âu nọng nơ hát âu cằn nơ bên phùa mía sốt trôi
đôi gì. Chúc bác, các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ Nam Thành, Lê Tú, chúng ta đã có một ngày lường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọt của mình, để khi đất luyện chung vui, mừng lễ thật hôn trăm năm hạnh phúc của đời bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Để nói đầu tiên, chào phát anh em những làm chương trình, xin được gửi đến toàn thể các ông bà, cô dì, chúc bác, các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ Nam Thành, Lê Tú của mình, lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, và lời chào, trân trọng, nghe ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến, đó là còn gì đẹp bằng hơn thế, hạnh phúc nào là bằng khung cửa đôi đôi, và đúng là anh còn xem em cũng còn xem, ở gì thế được làm con một nhà, ở gì thế được chung bà chung ông, chung chăn chung chế chung mẹ chung cha, với mơ của đứa bạn trẻ từ đây chúng ta đã trở thành hiện thực rồi. Dạ vâng, ngày giây phút từ đây anh em thích làm chương trình sẽ không để cho quý vị phải chờ lâu nữa. Quý về, dạ vâng, quý về, chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía của hoa, cùng nhau nụ xa và chạm với tay thật nồng nhiệt. Tôi cũng đang chào đón các bạn trẻ hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là chú chỉ văn hưng sáng dân của cô dâu Thanh Xuân. Tại trong tay kiến vấn lên chiếc áo tình yêu để ra mắt tập thể quý vị à. Thì vâng, xin chào, kính mời một chào một đêm. Thì dẫn chiếc áo tình yêu đó chính là đứa bạn trẻ lập chất hạnh phúc nhất, giang người nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tình yêu của đứa bạn trẻ ngày hôm nay thì có lẽ đủ tháng đủ ngày, đủ tiền đủ gạo đủ lạo làm chồng đủ công làm vợ, đủ nước đủ chè đủ cả bạn bè và đặc quà bên nữ và đủ cả bên nam, đủ cả con kết họ về mừng cho lắm cưới, đủ cho anh dễ và đủ cả chi chim, đủ cả bốn viên về chung vui hạnh phúc. Và vẫn kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến, rất là vui sao, vui sao khi thấy con mình trưởng thành là đẹp xuất tình nhất na, và giúp con từ tuổi đôi đôi, dạy con từ tuổi biết người biết đi, có cha mẹ lấy gì sánh đôi, dạy cho con nói tốt làm hay. Dạ vâng, trong ngày vui ngày phúc thân trở lại trong buổi trưa ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và kính mời đại diện bên phía rất là nhiều gái, gồm bà bố Đường Văn Vui, mẹ Lò Thị Na là song thân phụ mẫu của cô dâu xinh đẹp chúng ta ạ. Dạ vâng, xin được trọng kính mời chúng ta chúng tôi kiến thức cầu để giám mắt tất định quý vị ạ. Vì phía gia đình nhà trai xin được trọng kính mời bố Lò Văn Hải và mẹ Lò Thị Thương là song thân phụ mẫu của chú rể xinh đẹp chúng ta. Hãy xin được trọng kính mời hai gia đình chúng ta xin được kiến thức cầu để giám mắt tất định chúng ta. Xin mời. Xin mời. Quý các bác chị trân trọng và kính mến, tin dự cầu tình yêu ở trên đời bạn trẻ cũng như hai bên gia đình thông gia hạnh phúc nhất chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, đến tận lòng cảm ơn tới toàn thể quý ông bà cô dì chú bác, các cụ, các ông, các bà, các bạn trẻ Nam Thành, Nữ Tú, chúng ta đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọt của mình để kính nhau đến chung vui mừng lễ tân hôn trăm năm hạnh phúc của đời bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Sẽ lên ban tổ chức xin được trọng kính mời đôi bạn trẻ cũng như hai bên gia đình chúng ta cùng nhau cúi mật cái đầu thật sâu để cùng cảm ơn toàn thể quý vị nào ra quan trọng kính mời. Vâng, kính thưa thầy, quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến, rồi yêu nhau, yêu nhau bài đủ cuối chiều, mấy sân vui lợi mẹ đều cũng qua, yêu nhau chẳng ngại gần xa, nàng mơ cũng biết bà hoàng bà cũng điều. Dạ vâng, yêu và được yêu, đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người, là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Có lẽ rằng tới như bao cặp đời khác, tuổi trẻ, tình yêu và hôn nhân, đó cũng là cái được tạo hóa bất đời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể của quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến, tình yêu của đứa bạn trẻ ngày hôm nay thì đến với nhau rất đúng lúc khi mà chúng ta đang đón chào một năm mới tràn đầy ước mơ và hoài bão, một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng, những cành cây đang lâm trời nhảy lộc xanh lá. Dạ vâng, rất là mừng cho hạnh phúc để đôi, mừng cho đôi bạn chọn lời thủy chung, bấy lâu ngày dài như mơ, hôm nay thỏa sức lệ trời ước mong. Và để rồi đứa bạn trẻ về thưa với mẹ cha, bắt đầu là dòng ngõ đặt câu, hôm nay đạp gậy mới thật lập sau nghĩa tình. Dạ vâng, kính thưa quý vị, quý cô bác chị trân trọng và quý mến, và trong ngày vui ngày phúc ngày trở lại ngày 19 tháng 1 năm 2024 tới ngày 19 tháng 12 năm Quý Mão, đang là hành tháng tốt, hai gia đình chúng ta đã long trọng tổ chức buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đời bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước sự hiện diện của bà con cô bác trong sóng ngoài làng, lang tay bắt mừng từng bước chân tròn, cho phép em xin làm xin được trân trọng tuyên bố
buổi lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đội bạn trẻ chúng ta. Chư sĩ Văn Hưng sấy chân cùng cô dâu thanh xuân Văn Hưng xin chính thức được bắt đầu. 100 tay thật đồng nhiệt liệt nào quý vị. Bác chị trân trọng và kính mến, khi đến giờ phút ở đây, các bạn trẻ chúng ta đã về chung sống một nhà. Dạ vâng, kính chúc cho các bạn trẻ chúng ta sẽ được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, tiến triển nguyện cũ và mãi không rời xa. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nếu lại yêu nhau thì ta trao cho nhau tất cả, chỉ còn một điều duy nhất chưa trao. Sau đây xin được trân trọng kính mời các bạn trẻ hạnh phúc nhất chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau tiến bước lên bờ bước, để cùng nhau trao cho nhau cặp đến tới hạnh phúc nhất của đời mình trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin ngọc kính mời. Thật vậy quá quý vị ơi. Dạ vâng, xin được trân trọng lời em chúng ta hãy cùng nhau tiến bước lên và cùng nhau trao cho nhau cặp đến tới hạnh phúc của đời mình nào. Xin mời ạ. Quý các bác chị trân trọng và kính mến, nếu mà chiếc nhẫn là một vòng tròn có qua điểm cuối với điểm dừng lại, khi đã chiếc nhẫn và ngón tay giáp út lên con tim mạch máu của đứa con trẻ luôn luôn đập mạnh và chảy xiết, minh chứng cho đứa con trẻ chúng ta sẽ vượt qua mọi vã thắt trong cuộc sống và đứa con trẻ chúng ta sẽ được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê, bước chạm đây thật nồng nhiệt đưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến, kể từ giờ phút này nơi chúng ta đã về chung sống một nhà. Dạ vâng, xin trọng kính mời các bạn chúng ta hãy trở về vị trí cũ ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác chị trân trọng và kính mến, và chúc mừng quý ngày phúc ngày trở lại mừng lễ thành hôn trăm năm hạnh phúc của đời bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Các chú, các ông, các mẹ, các bác đã chuẩn bị những món quà lặng sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho đời bạn trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, đầu tiên tôi xin được trân trọng kính mời sẽ có món quà lặng sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho đời bạn trẻ trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời mẹ chú gì sẽ có món quà lặng sắc nhất để gửi tặng cho hai con của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, xin chào. Dạ vâng, quý thân thân quý vị, quý các bạn chị trân trọng và kính mến, đó là ngồi vui, ngồi vui thân lượng bên chờ mẹ tặng hai đứa một đầy vàng son, dần cho thảo dễ hiền nghe con, có công cha mẹ sớm hôm tối về, chút cô nhỏ tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa là lời nữ con sau này, nhớ sinh một gái một trai, hứa dạy con lớn thành tài mẹ vui. Một đứa nữa quý về nổ một tràng vào tay trị giá 1 tỷ nào, xin mời. Cảm ơn quý thân quý vị, quý các bạn chị trân trọng và kính mến. Tiếp theo tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến bước lên sân khấu tình yêu sẽ có món quà lặng sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho đám trẻ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Nghiêm Quyền cùng với gia đình bác Linh Hương ạ sẽ có món quà lặng sắc để gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày trăm năm này hết ạ. Cảm ơn trọng kính mời. Chị trân trọng và kính mến. Cùng với đó tôi cũng xin được trân trọng và giới thiệu tiến bước sân khấu tình yêu sẽ là món quà đặc sắc nhất từ gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Tiêm Việt cùng với gia đình chú Mai Giang ạ sẽ là món quà đặc sắc nhất từ gửi tặng cho hai cháu của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời. Quý vị ơi, nhảy lên rồi, một lần nữa, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt nào, quý vị. Dạ vâng, kính thưa toàn thể
quý vị, quý các bác chị trân trọng và kính mến. Tiếp theo tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đến với sân khấu tình yêu cho món quà lặc sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho Lâm Anh Trẻ trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Tiến Nhấn cùng với gia đình chú Tiến Chiến Lại sẽ có món quà lặc sắc nhất để gửi tặng cho cháu của mình ạ. Dạ vâng, đọc kính mời. Quý về, một hình ảnh rất là đẹp và rất là tuyệt vời trên sân khấu phải không? Quý về, chúng ta còn ngại ngùng gì nữa? Khép trang với tay cổ vũ tinh thần và chúc mừng hạnh phúc nào quý vị ơi! Dạ vâng, kính thưa quý vị, quý cô bác chị trân trọng và quý mến. Tiếp theo sẽ có những món quà lặc sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho hai cháu của mình trong 700 năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời gia đình cậu Dũng Na cùng với gia đình chú Lâm Dung sẽ có món quà hạnh phúc nhất để gửi tặng cho cháu của mình ạ. Dạ vâng, chào đi mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cùng với đó tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đến với sân khấu tình yêu cho món quà hạnh phúc nhất để gửi tặng cho anh chị của mình trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng kính mời em gái chú Sĩ sẽ có món quà đặc sắc nhất để gửi tặng cho anh chị của mình trong ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, chào kính mời. Vì ngày phút mà trở lại trong buổi trưa ngày hôm nay rất là tuyệt vời và rất là hạnh phúc trong ngày hôm nay phải không quý vị? Cảm ơn anh em tổ chức sự kiện của tôi cũng như là thay lời cho hai bên gia đình xin được trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng nhau rót trả lời ly rượu của mình và cùng nhau ăn cầm uống rượu chung vui ngày hạnh phúc của đời bạn trẻ nhé quý vị ơi. Dạ vâng, xin chào. Nếu mà anh em nào chưa đăng ký với ban tổ chức tôi để có quà tặng hạnh phúc nhất để gửi tặng cho Lâm Anh Trẻ mà thì chúng ta cùng nhau tiến bước lên nhé quý vị nhá. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt lên nào quý vị. Và như vậy là món quà lặc sắc nhất và ý nhất đã được gửi tặng cho đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc. Xin được thay lời cho bạn trẻ cũng như thay lời cho hai bên gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn bố mẹ của chú Sĩ đã có món quà lặc sắc nhất được gửi tặng cho hai con của mình. Cũng như xin được trân trọng cảm ơn gia đình cậu Nghiêm Quyền. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình bác Minh Hương. Xin được cảm ơn gia đình cậu Kiếp Việt. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình bác Mai Giang. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình chú Tâm Tiết. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình chú Tiến Nhấn. Xin được trân trọng cảm ơn gia đình chú Tiến Lai cũng như cậu Dũng Na, cậu Lâm Dung, em gái chú Sĩ đã có những món quà lặng sắc nhất và ý nhất để gửi tặng cho Lâm Anh Trẻ trong ngày trăm năm hạnh phúc. Kính chúc các gia đình bác sẽ có một sức khỏe thật dồi dào và làm ăn càng phát đạt và thành công trong cuộc sống ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác anh chị trân trọng và quý mến. Và ngày giây phút ở đây là một món quà lặng tuyệt nhất trị giá 3 tỷ đồng quý về. Đó chính là đến chàng vỗ tay thật nồng nhiệt của quý vị nữa nào quý vị. Rồi, xin trọng cảm ơn toàn thể quý vị ạ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác anh chị trân trọng và quý mến. Và như vậy thì món quà lặng sắc nhất và ý nhất lớn được gửi tặng cho Lâm Anh Trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, quý cô bác chị trân trọng và quý mến. Đó là em như một chén rượu đầy, anh chưa thương miệng mà lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay, anh xin uống cạn để say rất đầy. Sau đây xin được trân trọng kính mời Lâm Anh Trẻ hạnh phúc nhất của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay.
chúng ta hãy cùng nhau tiến vào lên phía tao đi để cùng nhau tay trên tay quyết định tao đi hạnh phúc của mình trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, xin trọng kính mời. Xin chào chúng ta lần đầu tiên làm chuyện ấy thì cũng phải bằng ngớ phải không ạ? Vậy xin chào quý vị và bạn, chúng ta hãy cùng tay trong tay nào, xin mời. Thì đích thân cho lớp bạn trẻ chúng ta sẽ vượt qua mọi bản thách trong cuộc sống. Và lớp bạn trẻ chúng ta sẽ được trăm năm tình duyên bán bắt đầu nghĩa thứ thề tiết triển như cửu mãi mãi không rời xa một đứa một. Rồi xin chào quý vị và bạn, chúng ta hãy mời ra sân bánh thứ hai nào, xin mời. Ra sân bánh thứ hai thì mình để dành 6 ly dưới nhé các bạn nhé. Để dành 6 ly dưới cho quả 6 ly dưới nữa nhé các bạn nhé. Tuyệt vời quá. Lần thứ hai thì sushi chúng ta rất là chuyên nghiệp phải không quý vị ơi? Quý các bác chị trân trọng và kính mến, và chúc thành những dòng diều hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay đến lượt xót xa. Vì thứ nhất tận trình cho nhất vợ tình chồng, vì thứ hai tận trình cho ông ta và Nguyệt là cái tóc sự duyên. Những đi tiếp theo để mời chúc cho mời bạn đời đời bên nhau. Và vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, nếu lại đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, đến là cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không ai đầy tình mẹ, bách trẻ lồng lồng không phủ kín công cha, tân tạo sáu phong mẹ đời con khôn lớn, bác cả tấm tân đầy cha che chở đời con. Và vâng, người có được những ngày hôm nay đó chính là nhờ ơn giáo dục vô bờ bến của bậc sinh thành. Sau đây xin được trân trọng kính mời với em, chúng ta hãy cùng nhau đón những điều hồng nhiều nhớ nhất, ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của đời mình cùng cha lên cha lên mẹ. Và vâng, trọng kính mời. Chú sĩ thì mời viên bố mình vợ, con cô dâu mời viên bố mẹ chồng ạ. Cảm ơn các em, đến đây. Sắp đây quý vị, chúng ta ở bên dưới chúng ta cùng nhau rót cho là ly rượu nhé quý vị nhá. Dạ vâng, cùng với đó thì xin được trân trọng kính mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau cao ly rượu của mình nào. Dạ vâng, xin trọng kính mời hai bên gia đình cùng với bên bạn trẻ, chúng ta hãy cùng nhau cúc ly với nhau nào, xin mời. Thân thể quý vị ơi, chúng ta cùng nhau rót cho là ly rượu của mình nào quý vị. Dạ vâng ạ, anh em tổ chức sự kiện của tôi sẽ đến 1, 2, 3 show, 2, 3 show và 2, 3 chúc mừng hạnh phúc nhé quý vị nhé. Dạ vâng, xin đợi xin trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta cùng nhau rót cho là tuyệt vời quá quý vị ơi. Đẹp quá quý vị ơi, to liều nha quý vị nha, toàn sân khấu mình cùng nhau to liều nha quý vị ơi. 1, 2, 3 2, 3 chúc mừng hạnh phúc xin mời quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, thì các bác chị trân trọng và đến ngày hôm nay xung họp trước mai thì trong một khắc nghĩa dài trăm năm, hôm nay thứ hai tư tình thế rằng vẫn bị nhân chung một nhà. Và lần nữa ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời chào đón bạn trẻ cũng như lấy lời cho hai bên gia đình, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của khiêm và cô dì trước mắt các cụ các ông các bà các bạn trẻ nam thanh nữ tú. Chúng ta đã không quên ngại lường giá xa xôi bất chấp thời gian và ngọc của mình để cùng nhau đến chung vui một ngày phúc của bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui tươi và ngon miệng ạ. Mời tên đứa ban tổ chức xin trọng cảm ơn người quý vị. Để mời sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai gia đình chúng ta hãy trở về từ bản biệt để cùng cảm ơn tri ân những bạn người thân của mình ạ. Dạ vâng, xin trọng kính mời cô giáo chiến sĩ thì nán lại trên sân khấu để tiếp tục nha. Dạ vâng, xin trọng kính mời hai gia đình chúng ta hãy trở về từ bản biệt để cùng cảm ơn tri ân những bạn người thân của mình. Cô dâu chú sĩ thì
ở lại trên sân khấu để tiếp tục nghi thế nhá. Thật vậy quá quý vị nhỉ. Trong ngày 10 ngày phút ngày trở lại mình lấy được hơn trăm năm hạnh phúc của các bạn trẻ ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời và rất là hạnh phúc khi được MC Lonan đến chung vui và cũng đến chúc mừng ngày phúc của các bạn trẻ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, các bác chị trân trọng và kính mến, và trong ngày vui ngày phút ngày trở lại mình lấy được hơn trăm năm hạnh phúc của các bạn trẻ ngày hôm nay. Cho phép em xin an xin được hỏi thăm chú rể một tí nha. Chú rể Văn Hưng đã yêu cô dâu lâu chưa? Em ơi, thanh xuân em có cảm thấy sướng và hạnh phúc không nào? Tuyệt vời quá, quý vị rất là sướng luôn. Dạ vâng, chắc thì lâu bạn chúng ta là hôn nhau nhiều rồi phải không ạ? Hôn rồi. Nhưng mà trong lần huy ngày phút ngày trở lại mới có được 100 năm hạnh phúc của đời bạn, thì đời bạn có thể được vượt lặng vận đầu vật như trong lên của đời bạn có được không nào cô dâu ơi? Có được không nào em ơi? Thiệt vời quá quý vị ơi. Cô dâu chúng ta hơi sụt sẻ quý vị ạ. 100 cái tay để cổ vũ tinh thần cho cô dâu này quý vị. Dạ vâng, kính thưa quý vị, các bác chị trân trọng và kính mến, và ngày giờ phút tại đây sẽ là một hình ảnh lập rất hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ chúng ta trong ngày trăm năm hạnh phúc ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta hãy quên mặt vào nhất. Và cô dâu thì cầm chỗ nào đúng nhất của chú rể, các chú rể thì cầm chỗ nào mềm nhất của cô dâu nào, xin được trân trọng kính mời. Quý vị, những nhà nhiếp ảnh gia, những nhà camera chuyên nghiệp, chúng ta bắt đầu gấm mắt lên phía cô dâu và chú rể để đâu thưởng thức những nụ hôn ngọt ngào như trong lên của đôi bạn trẻ nhé. Quý vị, xin mời với bạn ạ. Chưa, MC còn chưa lên mà đôi bạn là chế rồi thì chế thôi. Xin mời đôi bạn, chúng ta hãy cùng mặt lại với nhau thế nào, xin mời. Chú rể thì cầm chỗ nào mềm nhất của cô dâu nhé. Cô dâu thì cầm chỗ nào cứng nhất của chú rể thế nào? Xin mời các bạn ạ. Xin mời các bạn ạ. Quý vị, những nhà nhiếp ảnh gia, những nhà quay camera chuyên nghiệp, chúng ta cùng nhau hướng mắt lên nhau. Quý vị, mắt quyền như trong lần 10 phút nhé. Sẵn sàng thế nào chú rể? Tuyệt vời quá, xin mời lên. 1, 2, 3, xin mời. Tuyệt vời quá quý vị. Xin mời kính thưa quý vị, các bác chị trân trọng và kính mến. Và như vậy là nụ hôn của chú rể dành tặng cho cô dâu phải không ạ? Xin mời kính thưa quý vị, các bác chị trân trọng và kính mến. Và như vậy những nụ hôn ngọt ngào nhất và trái vòng nhất trong buổi trưa ngày hôm nay thì cũng là kết thúc phần ra mắt của đôi bạn trẻ cũng như hai bên gia đình. Xin được thay lời cho đôi bạn trẻ cũng như lời lời cho hai bên gia đình, bác tổ chức xin được chào cảm ơn tình cảm của quý ông bà cô dì chú bác, các cụ các ông các bà, các bạn trẻ Nam Thành đến Tú, chúng ta đã không quản ngại lường xá xa xôi, bất chấp thời gian và ngọc của mình để cùng nhau đến chung vui một ngày phút của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính chúc thì quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui vẻ và ngon miệng ạ. Một lần nữa ban tổ chức xin trọng cảm ơn ạ. Dạ vâng, sau đây xin được trân trọng kính mời đôi em chúng ta hãy trở về từ bàn điện để cùng cảm ơn chương với bạn đồng hành của mình ạ. Vâng, chào quý bạn.